thịt thỏ, thức ăn dinh dưỡng đáng lựa chọn. Như mọi người đã biết, thịt thỏ là món ăn được nhiều người ưa chuộng. Bởi lẽ, so với thịt lợn, thịt bò, thịt gà hay thịt dê, thì thịt thỏ có giá trị dinh dưỡng cao hơn rất nhiều. Theo tờ báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, hàm lượng protein trong thịt thỏ cao gấp đôi thịt lợn và thịt dê, hơn 18,7% so với thịt bò và hơn 33% so với thịt gà. Trong đó, hàm lượng mỡ chỉ bằng 1/6 ở thịt lợn, 1/7 ở thịt dê và bằng 1/5 ở thịt bò. Thịt thỏ là một loại thức ăn có hàm lượng protein cao, lượng mỡ và cholesterol rất thấp. Thịt thỏ còn chứa rất nhiều vitamin và axit amin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là axit amin ngậm nước và axit amin màu mà cơ thể dễ thiếu. Ăn nhiều thịt thỏ có lợi cho việc trao đổi chất của các tế bào trong cơ thể, giúp trẻ em sinh trưởng và phát triển, giúp người già kéo dài tuổi thọ. Dinh dưỡng trong thịt thỏ phù hợp với người bệnh thận vì nó chứa rất ít natri. Bên cạnh đó, các loại vitamin B dồi dào giúp bảo vệ thần kinh và giúp cơ bắp phát triển tốt. Ngoài ra, thịt thỏ là món ăn lý tưởng đối với người bị béo phì, bệnh gan, tim mạch, tiểu đường. Với người cao huyết áp, thịt thỏ giúp lưu thông khí huyết, ngăn chặn việc hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu. Hiện nay, thịt thỏ là loại thực phẩm có rất nhiều cách để chế biến khác nhau và được chế biến thành nhiều món. Kính mời quý vị đến với Thỏ 888, tọa lạc tại đường Từ Thức, tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa, cạnh cổng trường Bổ Túc, Nga Sơn cũ, để thưởng thức những món ăn cực phẩm, thực đơn vô cùng đa dạng, phong phú, mới lạ như nhựa mận, thuốc bắc, rang muối, xào rau má, xào lăn, bóp thấu, tiết canh, cam kết sẽ mê đắm lòng người. Quán chúng tôi rất vinh dự được phục vụ quý khách hàng. Các bạn ơi, sau khi mà mình thưởng thức các món thỏ từ nhà hàng ấy, thì mình thấy các món ở đây rất là ngon, vừa miệng và các món rất là mềm. Mình chỉ nhận xét một điều đó là không gian ở đây rất là sạch và mình chắc chắn là những cái buổi mà hẹn gặp các bạn bè của mình thì mình sẽ lựa chọn quán để làm nơi chúng mình có thể giao lưu, hẹn nhau và có một không gian rất là ấm cúng ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đến quán thịt thỏ 888. Mình thưởng thức các món ăn ở đây thì mình thấy thịt thỏ ở đây rất là ngon, tươi, ngon, ngọt và rất là vừa khẩu vị của mình. Mình thích nhất là cái món thịt thỏ thuốc bắc, ăn rất là mềm, ngon, cái nước cũng rất là ngọt. Không gian ở đây thì mình thấy rất là thoải mái, thoáng. Nếu như mà có dịp thì mình sẽ cùng bạn bè đến đây. Và khi mà gia đình mình mà có việc, có khách ấy, thì mình cũng có thể đặt các món ở này thì cửa hàng có thể ship đến tận nhà để cùng mọi người trong gia đình thưởng thức các món ăn ở đây. Mình vừa được thưởng thức các món thỏ tại quán 88 đường Từ Thức tiểu khu 3. Các món ăn đây rất là hợp khẩu vị của mình. Nếu mà có anh em nào đó có tổ chức sự kiện hay một cái gì đó để anh em lên nhậu cùng mâm thì các đồ ở đây ăn ở đây rất là hợp để mình uống rượu và tâm sự với nhau. Rất mong mọi người đến ủng hộ cái quán. Mình và bạn bè mình vừa mới thưởng thức các món thỏ ở quán 888. Mình cảm thấy các món ăn ở đây rất là ngon và vừa miệng với lại là khẩu vị của bọn mình. Nếu như mà các bạn có thời gian và có dịp thì hãy đến quán để thưởng thức các món thỏ đây rất là đặc biệt và rất là hương vị rất là đậm đà. Chào mọi người, mình vừa thưởng thức món thỏ ở đây. Món thỏ ở đây thì rất ngon này, hương vị đậm đà này. Ví dụ như là cái món thỏ rang muối này thì rất ngon và giòn. Buổi sáng ở đây thì thường thường có nhà hàng bán thêm món lòng, cháo lòng và lòng trần. Mọi người khi có tiệc tùng hoặc là ăn sáng thì lại quán số địa chỉ số 888 đường Từ Thức, tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn.